Thưa quý vị và các bạn, các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu mấy ngày qua. Đến sáng nay, nước đã rút. Công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão đang được các địa phương, nhà trường, giáo viên, lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân, đón học sinh trở lại trường học. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch là một trong những địa phương ngập lụt sâu nhất của tỉnh. Nhiều ngày qua, tất cả học sinh trên địa bàn xã phải nghỉ học do nước lũ dâng cao. Ngay khi nước rút, công tác vệ sinh, dọn dẹp trường lớp đã được các nhà trường khẩn trương thực hiện. Khi nhận được dấu hiệu nước rút thì chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng giáo viên, anh chị em công nhân viên nhà trường đến khắc phục hậu quả. Thứ nhất là anh chị em đã tổ chức vệ sinh lớp học ngày hôm qua, vệ sinh toàn bộ 12 phòng học đã chìm đắm trong nước và nhận được sự trợ giúp của các trường bạn như trường tiểu học Triệu Đề, phòng giáo dục, trường tiểu học Văn Quán đã xuống trợ giúp trường. Và hôm nay thì là các ban ngành đoàn thể và toàn bộ nhân dân xã Sơn Lôi, xã bạn đến trợ giúp nhà trường đang làm công tác vệ sinh. Với phương châm nước lũ rút đến đâu khắc phục đến đó, các trường học đang nhanh chóng triển khai dọn dẹp vệ sinh trường học, khuôn viên để đón học sinh trở lại.